anh có thể làm cái sọt rác cho em, để mỗi khi em tức giận vì điều gì đó trong công việc hoặc gì có thể trút vào anh, có điều chửi bới hay là gì anh còn làm thinh sau anh ngoài đi. Dạ, điểm mạnh của em là dễ thương, vui vẻ, cao ráo, cái tính kiểm soát không được cao. Không thuốc, không rượu, không cờ bạc, nói chung có chính kiểu tiết. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào tất cả mọi người khán giả. Em tên là Trần Thị Kim Chi, sinh năm 1989, quê ở Khánh Hòa. Hay quá. Hay. Hiện nay em đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm nhân viên văn phòng ạ. Nhân viên văn phòng ở đâu em? Dạ, Bình Thạnh ạ. Bình Thạnh. Rồi. Dạ. Mời bạn trai. Dạ, em tên là Nguyễn Tín Nghiệp, năm nay 30 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Thái Bình. Hiện tại em đang công tác và làm việc ở thành phố Buôn Ma Thuột. Làm nghề gì? Dạ, em kinh doanh buôn bán thịt heo. Thôi vậy khỏe rồi. Dạ. Giờ ăn uống khỏi phải lo rồi. Dạ. Bán lẻ hả, bỏ sỉ? Dạ, em buôn bán, em mua qua bán lại. Bỏ sỉ đó. Bỏ sỉ đó. Dạ. Chứ không phải đứng bán chợ đâu. Không phải đứng bán đâu ạ. À, vậy là yêu xa hả? Dạ. Em có ngại yêu xa không em gái? Dạ không, tình yêu vượt biên giới được. Ồ. Em giới thiệu về bản thân mình trước đi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là dễ thương, vui vẻ, cao ráo, nấu ăn ngon, biết may vá, nhưng không có đẹp. Kệ, biết là được rồi. Cái tính kiểm soát không được cao. Là sao? Dạ, ví dụ như khi mà em định ra kế hoạch học bài, em định giải trí 5 phút, em giải trí lần tới sáng. À, tính kiểm soát không cao. Hiểu rồi. Ví dụ là định đi chơi với bạn trai 10 giờ về, chơi cái tới sáng luôn. Dạ không, cái đây thì chưa có. Rồi, bạn trai, em có ưu điểm và khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là không thuốc, không rượu, không cờ bạc. Nói chung có chính kiểu tiến. Còn khuyết điểm của em thì nói chung nhút nhát một chút, nhưng lại không biết ca hát. Dạ, còn mọi cái ổn thế. Em tìm một người yêu của mình như thế nào? Dễ thương, với khuôn mặt dễ nhìn, cao khoảng chừng 1m6. Không có lười biếng là được. Dạ. Không lười biếng? Lười biếng, nói chung trong cuộc sống thì luôn luôn cố gắng. Dạ, mong muốn của em là chỉ có thế. Tiêu chí của em chọn bạn trai là như thế nào? Dạ, nói chung là ngoại hình dễ nhìn, sức khỏe tốt. Có, dễ nhìn. Có. Khỏe luôn. Khỏe không? Khỏe, giác nguyên con heo cũng được luôn. Dư sức khỏe. Nói chung là hòa đồng, yêu thương vợ con. Có, cái đó có hết rồi. Dạ. Rất là tốt bụng. Tốt bụng, thương người anh có hết rồi. Thương người nhà thôi, đừng có thương người ngoài là được. Dạ. Cách chiếc tiến thủ. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Là bán thịt heo. Hả? Không thích bạn trai bán thịt heo hả? Thì bán cái gì cũng được, bán thịt heo cái tội nhiều con heo. Anh đâu có bán đâu, anh bỏ mà. Người ta đi bán không à. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Nhà em có không mối tình ạ. Có không mối tình, xuất sắc. Có không mối tình. Nghe gì chưa? Dạ. Bên đây có không mối tình. Em thì có một mối tình chuẩn bị tiến tới và có định ngày. Thì bọn em những cái thủ tục quan trọng trước thì bọn em có ra phường, có đăng ký kết hôn. À, có đăng ký kết hôn. Nhưng chưa tổ chức đám cưới. Chưa đám cưới, rồi bạn luôn. Dạ, dạ. Rồi giờ làm giấy ly dị chưa? Dạ, là chia tay được 1 năm rồi. Bây giờ thì hiện giờ em đã độc thân. À, dạ. Có giấy xác nhận độc thân đúng không? Rồi, phải có. Rồi, thì phải hỏi rõ chứ. Không có giấy độc thân là không bao giờ bước lên đây được hết. Dạ, dạ. Rồi, ok, bây giờ nếu được, khi nào mình đám cưới lần nữa? 2018. Là năm sau đúng không? Vâng, năm sau, em sẽ tìm hiểu 1 năm. Lấy nhau về ở đâu? Dạ, thì tùy bạn nữ, nếu mà về Buôn Ma Thuột ở mấy em cũng được. Mà nếu mà bạn nữ yêu cầu phải về chỗ bạn nữ thì em sẽ sắp xếp được. Nếu về chỗ bạn nữ, đàn heo ai lo? Em sẽ thay đổi cuộc sống và sẽ thay đổi chỗ ở được. Là thay đổi công việc luôn? Vâng, với em thì khả năng thì thành phố nào em cũng sống được. Tốt. Dạ, dạ. Được rồi em, thấy nãy giờ nghe rõ đúng không? Được rồi, dạ. Nhưng mà hỏi anh nè. Dạ. Hỏi kỹ cái chuyện này nữa, tức là vừa đăng ký kết hôn xong mình thỏa thuận là chia tay luôn. Dạ vâng, thì nói chung thì trong cái thời gian chờ đến ngày cưới thì nói chung thì hai bên thì có cái tính cách không có hợp nhau. Thì nhưng mà tại sao lúc trước không tìm hiểu tới giờ mới? Dạ vâng, thì do thời gian tìm hiểu nó cũng hơi ít quá đúng không? Ít quá, nói chung là dạ, do môi giới được giới thiệu thì em út giới thiệu qua. Thời gian tìm hiểu ngắn quá nói chung. Yêu nhau mà có môi giới nữa hả? Đó, em làm mối. Làm mối? Dạ dạ. Môi giới là bán heo. Dạ. Rồi. Bây giờ đi qua coi bạn bên đây thế nào ha. Ha, chào em gái dễ thương. Dạ, chào anh ạ. À, anh bên đây á, thực chất anh rất là vui vẻ, rất là sôi nổi. Một người dám có thể đương đầu với tất cả mọi nơi, có thể sống được, tức là một người bản lĩnh đấy. Dạ. Có công việc, anh nói thật xin lỗi chứ, bán heo cũng bình thường thôi mà.
ta nói là phi thương bất phú nha em. Dạ, mình bữa sau bán heo có tiền mình đổi sang bán cái gì khác. Thế em muốn bán con gì? Đừng bán cái con vật. Em không thích bán con vật đúng không? Không. Anh có đồng ý rồi thay đổi không? Dạ, nếu mà em đồng ý hẹn hò với anh thì anh sẽ thay đổi. Hẹn hò với anh chi? Hẹn hò với em bên đây. Dạ vâng, nếu em đồng ý hẹn hò với anh thì anh sẽ thay đổi công việc. Và... em đồng ý hẹn hò với anh đúng rồi. Trời ơi, ông Mai kỳ quá. Anh sẽ thay đổi công việc rồi. Tưởng nào nói là hẹn hò với anh. Trời ơi. Em không thích gì ở người bạn đời của mình. À, đừng có bạo lực. Đúng rồi, đừng không có bạo lực em ơi. Anh không bài bạc, không rượu bia, không thuốc ná. Dạ, khuyết điểm của anh là gì vậy? Hoàn hảo quá. Khuyết điểm của anh thì chỉ không biết ca hát, mới hơi nhút nhát chút. Tạt gái thì vấn đề đó anh hơi yếu chút. Anh lo kinh doanh mà. Vâng, thì nó mải mê về công việc nhiều. Dạ, được. Được ha. Dạ, nhưng sau này đừng bán heo mà được. Không. Nữa, chứ sao vậy không bán heo. Bây giờ em đi có ai người thân đi theo không? Dạ, có một em gái xinh đẹp, một em họ xinh đẹp và bốn người bạn xinh đẹp. Trời ơi. Chào tất cả các chị em phụ nữ xinh đẹp. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, em là em gái của chị Kim Chi. Rồi, dạ. Chào em. Dạ, chào anh. Em ruột hả em? Dạ. Thấy em gái đẹp không? Dạ, em gái. Em gái này chắc chị gái xinh rồi. Em nhận xét đi em. Anh tốt bụng, anh được kinh rồi, doanh thì ok. Rồi. Em thích. Thấy chưa, kinh doanh ok đấy chưa? Chị em thì cũng không siêng năng lắm nhưng mà suy nghĩ chu toàn cho mọi thứ. Không, anh đồng ý, nếu mà bạn nữ đồng ý hẹn hò với anh thì anh mong muốn là người phụ nữ là bạn đời của anh nói chung chăm chỉ chút, chứ còn không có nhất thiết là phải hoàn toàn là phải siêng năng. Dạ, thì nói chung là yêu đương thì phải chia sẻ. Dạ, dạ, mong anh chị cố gắng. Thấy xứng đôi không em, được không? Dạ, được, được ha. Nếu mà chị của em cho anh một cơ hội được hẹn hò thì thứ nhất là anh sẽ tôn trọng quý trọng gia đình của em và anh sẽ yêu thương và bao dung cho chị em suốt cuộc đời. Được đấy, chàng trai. Bạn đi với ai? Em đi với hai ông anh con ông bác. Hai ông anh mà nhỏ hơn dạ, em ha. Hai ông anh. Dạ vâng, anh nhỏ hơn. Anh con ông bác. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Dạ, chào bạn. Anh thấy tình hình cô gái bên kia thì thế nào? Em gái bên này thì cũng dễ thương, xinh xắn, được. Nói chung là duyệt. Đúng. Có yêu cầu gì nữa không? Mong cho hai em được tổ chức tiến tới thôi. Rồi, duyệt rồi, cảm ơn. Kéo màn lên. Hôm nay tới chương trình thì tặng em bông hoa. Chúc em sẽ mãi luôn tươi đẹp như bông hoa. Dạ, cảm ơn anh ạ. Hai người hợp lý nghe. Dạ. Bổ sung cho nhau được đấy. Cặp này xứng đôi đó. Rồi mình nói chuyện hẹn hò đi hai bạn. Cảm nhận của anh lúc này về em thì em đẹp. Dạ. Bây giờ em nói thật trong lòng em đi. Dạ. Cô muốn em thay đổi nghề đó, cái này cũng rất quan trọng. Em có định hướng tương lai em sẽ làm gì hay không? Dạ, em có định hướng tương lai em sẽ thay đổi công việc. Vì công việc gì thì em sẽ thay đổi sang cũng kinh doanh buôn bán nhưng sang cái lĩnh vực khác, bên phụ tùng ô tô. À, được. Phụ tùng ô tô được. Dạ. Được không em? Dạ được, không rồi. Có liên quan không hoặc là được. Rồi vậy là được rồi đó. Hẹn hò đi, ta vào chuyện tình yêu đi. Dạ. Thì một tháng anh xuống thăm em hai lần được không? Hay là một lần hay phải nhất thiết nhiều lần em? Dạ tùy anh thôi. Công việc của anh nhìn nói chung thì cũng hơi bận chút. Thì anh vẫn sắp xếp anh xuống thăm em được. Dạ, cảm ơn chân tình của anh ạ. Còn suy nghĩ của anh thì nếu mà em đồng ý hẹn hò với anh thì khoảng sang năm 2018 thì mình sẽ tiến tới hôn nhân được. Em có dạ. Đồng ý không? Dạ, cũng trễ anh dự kiến. Em muốn sớm hơn hả? À? Em nói anh đi. Được thì mình cuối năm luôn. Không, vì trong năm nay thì chú em của anh thì có lập gia đình. Nên đương nhiên là hai anh em phải san ra 2 năm. Dạ, sang năm nữa lúc nào cũng được. Rồi, ừ. Quá sẵn sàng luôn ha. Em cảm nhận anh ấy thế nào? Dạ, dạ tốt. Tốt thôi hả? Ngắn gọn, tốt là quá đầy đủ ý nghĩa rồi. Nếu đồng ý hẹn hò mấy anh mà làm người bạn đời của anh thì em có về buôn mê ở mấy anh được không? Hay là phải xuống Sài Gòn để lập nghiệp cùng em? Dạ được, nếu ở đâu cũng được. Thôi ba cái đi, một cái Băng Thuật, một cái Nha Trang và một cái Sài Gòn. Hả? Cũng được, thì hai anh em mình đều phải cố gắng và nỗ lực. Kinh tại vì Băng Thuật thì cũng gần nhà em, đi lên còn 2 tiếng rưỡi hả? Tình hình con cái sao? Con cái thì dày cho. Không sao, ba đứa, được. 1, 2, 3 gì cũng tốt hết cả. Rồi mình tổ chức hẹn hò như thế nào cho nó lãng mạn chút em trai? Dạ, một là em sắp xếp em xuống Sài Gòn để hẹn bạn nữ đi xem phim hoặc cà phê hoặc dẫn bạn nữ đi ăn. Không có thì về Buôn Ma Thuột thì em sẽ dẫn đi những các khu du lịch đi tham quan rồi mình sẽ đi hẹn hò các quán cà phê. Dạ. Rồi em cũng có dì ruột ở sống ở Buôn Mê. Rồi. Dạ, thì họ hàng em cũng có ở đó. À thì họ hàng dạ. Em có Buôn Mê thì sẵn về đó luôn. Nãy giờ em có điều gì muốn nói với anh ấy không? Dạ rất là tốt.
Chỉ đơn giản ở đây là một đơn từ giản tốt vậy thôi đó hả? Giờ tuổi được không em? Dạ xin lỗi anh con gì em cũng không biết. Anh con mèo. Anh con mèo. Anh con mèo tuổi Đinh Mão sinh năm 87. Dạ. Em 89. Tuổi Tỵ. Được, không có vấn đề gì. Dạ, được. Mèo vờn rắn. Mèo vờn rắn. Rắn với mèo. Hai đứa chơi với nhau hợp lắm. Dạ. Thiệt. Dạ vâng. Rồi được luôn, cưới luôn. Dạ. Em có thắc mắc tại sao hồi trước ảnh lập gia đình rồi ảnh lại chia tay không? Thì nói chung nguyên nhân là do cái khoảng thời gian từ lúc chuẩn bị đến lúc cưới thì nhiều cái tính cách nó bộc lộ ra, hai bên không hợp, quen nhau thời gian nó rất ngắn, thì lúc đó thì anh với bạn đó thì cùng bằng tuổi, cũng lớn rồi, cha mẹ đều già cả rồi, thì mong muốn thì cũng tiến tới cho ổn định cuộc sống. Dạ tốt. Thì tốt luôn. Tại vì con trai là phải bản lĩnh mới thu hút được. Anh có con chưa? Anh chưa. Anh chưa, chưa có cái gì hết chứ. Chắc chắn 100% bên ngoài cũng không rơi rạc. Không rơi rớt một chút nào hết à? Được không em? Được. Dạ được. Tốt. Tốt. Chúng ta hãy nhắm mắt lại và kiểm tra xem tim mình có rung động thật không các bạn nhé. Bấm nút là chúng ta trao nhau cái duyên. Không phải là ở đây, không phải là lên đây mình nói chuyện mình vui xong mình bấm đâu nha các bạn. Hãy kiểm tra lại một lần nữa. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Hợp lý đấy. Rất nhanh lẹ. Một chàng trai rất là phong độ, một em gái rất là dễ thương. Hôn nhau đi hai bạn. Chúng ta có thể phù hợp với nhau. Nào nụ hôn đầu tiên. Chiều cao chân xứng. Rất nhanh nhẹn. Phải là như vậy chứ. Bản lĩnh. Bản lĩnh lắm. Em gái rất là dễ thương ha. Vui, hài hước. Tốt không? Dạ tốt. Tốt. Làm cái gì cũng vậy thì phải có nguyên tắc. Em thấy mình một chuẩn của thanh niên nghiêm túc. Không yêu cầu gì về ngoại hình, nhưng mà nếu mà mẹ càng đẹp thì con sẽ được hưởng thụ theo. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, mời em ngồi. Mời đi bạn. Rồi, ưu tiên bạn nữ giới thiệu trước nha. Dạ, em chào khán giả, em chào chị Tường, em chào anh Linh ạ. Em chào anh bên đó. Em tên là Phạm Thị Nhung, em năm nay 26 tuổi, quê em ở Thái Bình. Em hiện đang công tác ở Viện Quản lý Kinh doanh Quốc tế, là một công ty về giáo dục ạ. À. Em làm bên bộ phận giáo vụ, tức là em hỗ trợ học viên trong cái quá trình học ạ. Làm việc ở chỗ nào em? Làm việc ở chỗ Tân Bình ạ. Rồi. Bạn ấy tên Nhung nhớ nha, Nhung nhớ. Bạn tên gì? Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, bạn Nhung cũng như toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Trung, sinh năm 90, là đồng hương của nhà văn Nam Cao, đến từ huyện Lý Nhân của tỉnh Hà Nam. Bạn đang làm nghề gì? Em là quản lý vận tải cũng như là nhân viên xuất nhập khẩu của công ty vận tải Nam Việt. Ở đâu bạn? Dạ, công ty của em thì trụ sở đặt tại quận Tân Bình của thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, bạn bên kia cũng ở Tân Bình đúng không? Em có ưu điểm gì? Chắc em kể điểm xấu đi, tại nó nhiều quá. Em thì nói chung là tính thì hơi trẻ con. Tại vì là nhiều khi em hành động đó, nó theo cảm tính rất là nhiều. Và em hay quên nữa. Thỉnh thoảng cứ làm cái này thì quên cái kia. Thỉnh thoảng hay càm ràm đó. Nói nhiều nữa. Đàn bà nhìn chung vậy hết là không sao. Đó là khuyết điểm, mình có ưu điểm gì không? Em thì khá nhanh nhẹn, sống nguyên tắc. Nói chung em hay đặt ra những nguyên tắc cho mình. Ví dụ như làm cái gì cũng vậy thì phải có nguyên tắc. Ví dụ như trong tình yêu cũng vậy, em thích là mình sẽ đặt ra nguyên tắc và mình trao đổi nguyên tắc với nhau. Rồi, vậy bây giờ em trao đổi nguyên tắc tình yêu của em với anh ở bến đi. Không, bây giờ em hỏi anh là bây giờ nguyên tắc của anh ấy như nào đó thì em mới biết được chứ. Em phải nói nguyên tắc của em trước chứ. Anh có biết sao đâu, anh đâu có đặt ra nguyên tắc đâu. Em muốn tình yêu là như thế nào? Trong tình yêu, trong tình cảm hay trong cuộc sống vậy thì mọi người phải sòng phẳng với nhau, có thời gian để chia sẻ. Em dở đoán ý người khác lắm, nên là nếu mà không chia sẻ, không có sự chia sẻ thì thực ra nó nói lung lung quá. Bây giờ em cứ nói chung không, em nói riêng đi. Để bên đây người ta biết, ta tính toán. Bây giờ em muốn anh bên kia cụ thể là cụ thể cỡ nào anh? Muốn cụ cỡ nào cũng được hết. Thì đó, nguyên tắc của em cụ thể như thế nào? Chứ bắt đầu yêu nhau đưa ra nguyên tắc nào? Thì nói chung là phải quan tâm đến gia đình. Nói riêng đi, nói chung, nói chính xác cụ thể vô. Nói chung là mình quan tâm đến gia đình. Thôi em bối rối quá. Rồi bây giờ bạn trai có những ưu điểm, khuyết điểm như thế nào? Ưu điểm đầu tiên của em thì em tự nhận xét mình là một người rất là nhiệt tình. Em thấy mình một chuẩn của thanh niên nghiêm túc. Quá dữ. Đó là nguyên tắc của người ta đó, thấy không? Gì nữa? Cái nữa là em khá là thật thà. Mình có khuyết điểm gì? Đó là em không biết hút thuốc. Không có cái gọi là ham hố về cái vấn đề bia rượu. Dạ. Dữ à?
Cái khuyết điểm của em mà em thấy nó bự nhất ấy, là ngoại hình của em không đẹp. Này biết nói thiệt cái này chắc nó thiệt. Hồi nãy giờ nó ngược mà cái này chắc nó thiệt. Rồi, bây giờ nguyên tắc yêu của em là gì? Em thấy nhiều bạn gái thì muốn đi chơi về trước 10 giờ. Nhưng mà em thì đi chơi đến khoảng 10, 11 giờ không? Không được, em đi chơi tới 10 giờ thôi anh. Nguyên tắc của người ta đi tới 11 giờ thì em 10 giờ em về, người ta đi tiếp 11 giờ người ta về. Nếu mà bạn nữ mà về lúc 10 giờ thì em còn đi chơi với ai nữa thử? Bạn muốn đi đến 10 giờ thì rồi, 10 giờ như thế. Nguyên tắc mà không kiên định chị. Không kiên định. Rồi, bây giờ mình muốn tìm một mối tình như thế nào? Bạn gái phải là người quê gốc ở ngoài Bắc. Ngoài Bắc. Bạn kia quê ở đâu? Em quê Thái Bình. Thái Bình. Có gốc rồi. Thứ hai là bạn nữ thì em cũng không yêu cầu gì về ngoại hình, nhưng mà nếu mà mẹ càng đẹp thì con sẽ được hưởng thụ theo. Rất dễ nhưng cũng rất khó. Gì nữa? Gì nữa không bạn? Em thì em thích con gái để tóc dài qua ngang vai. Con gái thường mặc áo dài thì rất là đẹp. Rồi, đây nghĩa là bạn thích truyền thống hơn đúng không? Rồi, đúng rồi. Rồi, đó là nguyên tắc của bạn trai đó. Mình giờ mình trao đổi lại được chưa? Nguyên tắc thì ngại như lúc nãy em có trao đổi. Thứ nhất là mình trao đổi trước những cái mà mình... Thì giờ em nói, anh nói vô cụ thể đi. Giờ em thích cái gì, em ghét cái gì, em nói với ảnh đi. Thì ví dụ như em không thích một người mà chải chuốt bóng bẩy quá, gọn gàng là được rồi. Nhưng bên mà đây có hàng chải chuốt bóng đúng. Bẩy. Gì nữa ạ? Hành động thì phải dứt khoát. Mình làm thì mình phải chịu trách nhiệm với cái việc mà mình làm. Nói chung là thích một người biết yêu gia đình. Có điều gì em không thích? Nói chung là... hói. Không có. Nói chung là trông nó hơi yếu đuối. Không, bên đây không yếu đuối. Lát qua coi mới tin. Gì nữa không? Tiêu chuẩn cao thì cao hơn em chút xíu là được rồi. Yeah. Cười ấm áp một chút rồi. Trời ơi, ấm áp là cười sao trời? Tôi thấy toàn lạnh lẽo không à. Mùa đông mà không thấy lạnh nữa thì được rồi. Ôi. Cười coi. Cười coi. Vẫn lạnh em ơi. Em cao mét nhiêu? Chuẩn 1m70 chị. Vậy là hợp với cô bên này. Người ta thích một người bạn trai, một người chồng tương lai là phải biết quan tâm đến gia đình. Một cái tính cách của em có thể bạn nữ sẽ dần dần bạn sẽ nhận ra. Đó là em sống rất có trách nhiệm. Nói là làm. Và cái hai là làm và chơi là chơi. Thường quà thì có một cái này thôi nè, là chị thấy hoài nè. Mà cái đó đó. Nhà em bán trái cây. Em tặng bạn nữ là em biết. Mới không em hay là đồ bán ế em? Không chị. Thôi chừng nào mình tiến tới hôn nhân được. Năm 2017 cũng theo cái suy nghĩ của bản thân cũng như là thần giao mách bảo trong giấc mộng. Tiên hay bà hay là ông bụt hay là cái gì đó ai báo? Các cụ đời xa xưa rồi. Ghê vậy luôn hả? Dạ. Bạn này dễ nè. Trời qua ơi. Xem. Mấy cái nguyên tắc gì đó của em anh không hiểu. Bây giờ nói rõ cụ thể cho bạn ấy hiểu đi. Nói chung là mình phải chia sẻ công việc nhà. Cái này dễ mà. Em có thể chia sẻ công việc nhà, rửa chén, rửa bát, giặt quần áo được không em? À, ngày nào em cũng làm anh. Rồi ngày nào anh cũng làm thì em không làm được không? Em không làm cũng được. Sao nguyên tắc gì nữa nói luôn. Thôi được rồi. Vậy mà cũng đưa ra nguyên tắc. Tưởng đâu có bản nguyên tắc dài mà còn chứ. Cái đó đơn giản mà. À, rồi. Bây giờ chúng ta gặp gỡ người thân đi. Đúng rồi. Bạn trai, mình có đi với người thân không? Dạ, hôm nay em có đi cùng với cậu, mợ và em gái. Chào cậu. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Em chào tất cả khán giả trong trường quay và khán giả xem truyền hình. Thấy cháu dâu tương lai mình thế nào? Tôi là cậu của cháu Trung. Góc độ như cháu thì người ngợm thì cậu cũng ưng rồi đấy. Chỉ có cái là sống như cái phong tục người Bắc chúng ta thì nó hơi nội trợ một tí. Ví dụ như công việc mà các cháu mà có đi làm ở cơ quan hay là gì đó, nhưng mà vẫn phải quan tâm chăm sóc đến gia đình là cái quý. Việc nội trợ thì thực tế là em thích ăn cơm với gia đình chứ không thích ăn ngoài. Nói chung là em thì không phải giỏi lắm về cái công việc nội trợ đâu, nhưng mà cũng không đến nỗi là vụng. Em nghĩ là có thể đảm bảo được. Dạ, cậu yên tâm nhé cậu. Gia đình nhà cháu Trung ấy thì có bán trái cây. Thế ví dụ như có kẹt công chuyện tí mà bố mẹ cháu mà có nhờ cháu chồng giúp thì cháu có lại ngại về cái việc đó không? Thì dĩ nhiên đây là việc của gia đình thì mình phải hỗ trợ rồi. Nên là không có đừng không có ngại đứng bán trái cây đúng không? Đứng bán lấy tiền có gì đâu ngại. Đó. Thì dân người ta bảo là làm dâu người Bắc hơi khó. Thế như cháu nghĩ là cháu có con... Thì con là người Bắc mà. Làm dâu người Bắc thì có vấn đề gì đâu, cũng còn phong tục tập quán thì mình cũng như nhau thôi. Vậy thế là cậu duyệt rồi đấy cháu. Cảm ơn cậu. Rồi mình có đi với nhà người thân nào không bạn gái? Em đi với lại chị gái, chị họ với lại ba người bạn nữa. Chị ruột á? Dạ chị ruột. Chào chị.
Em chào chị Quyền, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả các khán giả trong trường quay. Bạn trai thì nhanh nhẹn, hoạt bát và nói năng thì dứt khoát ạ. Duyệt không? Ưng chưa hay là chưa ưng? Được ạ, ưng ạ. Ưng rồi, hai bạn sẽ gặp nhau nhé, hai bạn quyết định thôi. Kéo màn lên. Nào, bắt đầu. Mình có hoa tặng cho bạn. Đây là giỏ trái cây và cũng đích thân mình tự tay làm. Dạ em cảm ơn. Nhận đi, ăn hết là mai mốt về bán trái cây đó cưng. Cho em gửi. Cái này không cần phải chăm nên là dễ. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, chúng ta trò chuyện đi các bạn. Mình thấy đối tượng mình như thế nào? Bạn là một người rất là xinh và mái tóc ngang vai theo đúng cái chuẩn mà gọi là mình có thể đề ra thôi. Anh có cái gì mà anh ghét nhất và anh không thể chấp nhận được khi mà anh quen một cô gái không? Mình tên Trung, bố mình tên Thủy, nhà mình rất là Trung Thủy và Thủy Trung. Nên cái vấn đề mình không thích nhất và mình ghét nhất ở người phụ nữ đó là cái sự phản bội. Trung cười đi, cười coi bạn kia thấy ấm ấm giữa mùa đông. Hãy cười nhiều nữa mới được. Nên là có thể những cái buổi gặp gỡ tiếp theo giữa Nhung với Trung thì Trung sẽ cười nhiều hơn. Đấy, bây giờ bạn cảm nhận về bạn nam đi. Nói chung là bạn thì nói chung là nói chung đấy. Nói chung là em cảm thấy run quá, em không trống rỗng luôn. Em nghĩ là mình có thể là qua thời gian tìm hiểu thì mình sẽ nói chung là những cái suy nghĩ khác hơn những cái. Cái đó để lâu đó. Đi, cái đó để sau đi. Chẳng lẽ nãy giờ mình nói chuyện có 10 cô phút, này 15 phút lòng vòng dễ sợ chúng ta không à. Suy nghĩ được điều gì à? Nói chung là em hay ở công ty mọi người cũng nhận xét là nói cái gì mà nói cứ vòng từ chỗ lòng này sang chỗ kia. Không có cụ thể. Nào. Bạn trai nói trước đi. Xíu nữa mình sẽ đi chung một đường và nếu được mai mốt mình sẽ về chung một nhà. Quyết định cũng phải có thời gian để suy nghĩ. Nhưng thời gian chỉ trong 3 tiếng đếm. 1 2 Khi chúng ta bấm là chúng ta đã trao cái duyên cho đối tượng của mình các bạn nha. Đang đối diện với người thân, bạn bè của chúng ta. 3 Hết thời gian. Rồi bây giờ mình nắm tay nhau trước đi. Hãy hôn vào má cô gái. Không có né được. Thì do cái sự rụt rè của bạn nữ, thế nên là mình và đặc biệt là em cũng sẽ cố gắng xin gửi tới mọi người cái nụ hôn thời gian sắp tới. Thấy chưa, chú bạn cô đồng thấy. Chúc mừng hai bạn. Chúng ta sẽ có những chiếc vé xem phim từ hệ thống Cinebox của 212 Lý Chiến Thắng và thẻ thanh toán quốc tế GCB đến từ Nhật Bản trị giá 1.000.000 đồng. Các bạn có thể vừa xem phim vừa mua sắm. Bây giờ rảnh ra của em á, để em phụ mẹ em mua bán trái cây ở đầu chợ á. Mình mua bán mà anh. Xếp cái giỏ của mẹ em á hả? Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, bây giờ giới thiệu về mình đi bạn gái. Dạ, em xin chào anh Linh và chị Cát Tường ạ. Em tên là Trần Yến Nhi, năm nay em 30 tuổi. Em quê ở Cà Mau, hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm công việc gì? Dạ, em làm đẹp cho phụ nữ ạ. Làm gì? Làm tóc. À, làm tóc. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ, trước khi em kể về cái của em, anh Linh cho em kể lại một cái mẫu chuyện này cái anh Linh. Rồi, kể đi em, rồi kể đi em. Hồi sáng này nè, cái anh Linh biết làm sao không? Em đi xe á. Cái đến đây nè, kêu bằng cái ngồi ở trên xe mà. Cái dạng tới đây anh nói tới cái số nhà, cái số với địa chỉ. À, địa chỉ. Bắt đầu cái anh biết làm sao không? Em nói Sài Gòn, giờ nó văn minh thấy ghê. Nói địa chỉ với cái là tới nhà ha. Rồi cái bắt đầu cái tự nhiên cái em mới móc cái, em mới nói là 34 đường Võ Thương Tín. Cái bắt đầu em mới cái chạy một khúc, tài xế kiếm hoài đâu có gặp. Em mới móc cái chứng minh ra là tên của em nè, là Võ Thương Tín. Cái anh tài xế nó mới kêu bằng bất ngờ, nó nói trời ơi, vì người tên đường mà tên của ông ở trong đây nữa, ông cố. Cái em nói trời ơi, đâu phải tại tên của em quên đi. Em quên cái tên đường, cái em nói đại, lúc đó em run, em rối. À, rối là nó tên đường hả?
Em là Tính. Dạ, em quê quán ở Bến Tre. Bến Tre. Dạ. Nghề gì Tính? Dạ, em nghề chạy xe qua lâm á. Mà để chở đồ, đồ ai kêu gì là mình chở đó vậy anh, như làm dâu trăm họ vậy đó. Xe gì xe? Xe qua lâm. Xe gì? Xe tải vậy đó. À. Rồi với cái giờ rảnh ra của em á, thì em phụ mẹ em mua bán trái cây ở đầu chợ á. Mình mua bán mà anh. Em xách cái vỏ của mẹ em á hả? Không phải, cũng như là muốn tặng cái món quà như là một cái hộp cho nó đẹp. À. Mà cái tự nhiên anh biết sao em mới nhìn em thấy cái này là tái tim nhiều quá, cũng như là với cái vỏ sách này nè, là cho bạn bạn nữ cái như cái hộp là bạn để ở nhà hoài à, còn cái vỏ sách này bạn xách đi bạn nhớ em hoài. À trời ơi. Cái tái tim mà nói quá trời vậy. Cái tình em dành cho bạn là biết bao nhiêu trái tim như vậy. À trời ơi, đáng lẽ cái hộp như mua cái vỏ có trái tim để cho bạn xách nhớ mình. Dạ rồi. Trời ơi trời, sao cái gì vậy đi coi coi. Đôi dép này á, lúc mà anh Trường Giang á, ảnh có về dưới huyện á, ảnh diễn hài á, cái bắt đầu em mới thấy ảnh mang đôi dép màu trắng á, ảnh đóng vai á, cái em mới thấy vậy em bắt trước, em mang đôi dép này em khoái. Ảnh là không được khó. Em mười gì? Mười dễ. Mười dễ. Ấn tượng rồi đó nghe. Nay đi đâu đây? Dạ đi hỏi vợ. Bây giờ nè, điểm mạnh điểm yếu nói cho cô gái bên này nghe chứ, nãy giờ cô đứng hình rồi đó. Em thì cái điểm mạnh của em thì là em biết nấu ăn rồi biết đi du lịch đồ này nọ, còn điểm biết hát đồ, còn như điểm yếu của em là cũng như là nói nhiều đó. Nãy giờ em nghe anh nói vậy, em cảm nhận đầu tiên của em về chàng trai bên kia cái hàng rào như thế nào? Bên kia thì em thấy ảnh hơi nói nhiều. À. Mà em thì lại không thích người nói nhiều gì lắm. Chết rồi, mất điểm rồi. Ông em cái người nói nhiều mà vui, bực bội khác, còn cái anh bên nói nhiều mà dễ thương, vui. Để tôi chiếm lại diễn đàn cho nhà gái nè. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em yếu của em là vui vẻ, hòa đồng, là người phụ nữ của gia đình. Cái điểm yếu của em là hơi nóng tính. Nhưng mà một thời gian trước thôi, nhưng thời gian là sau này em đã biết kiềm chế được bản thân của em rồi. Vậy là quá tốt rồi ha. Dạ. Tình trường mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ, tình trường của em thì trải qua một mối tình. Sau khi mà em chia tay một mối tình đó thì cũng có quen một vài mối tình khác, nhưng cảm thấy không thích hợp. Lý do tại sao chia tay, mình qua bao nhiêu mối tình đó, mình rút ra kinh nghiệm gì cho bản thân mình không? À, tại em thấy lý do là tại vì thời buổi bây giờ mấy ảnh quen, nói chung ra là cũng chưa có sự hiểu nhau nhiều hơn, nhưng mà ảnh đòi hỏi quá nhiều nên thành thử ra em đòi cảm thấy gì em đòi hỏi sao? Như ví dụ như đòi hỏi về vấn đề sống trước hôn nhân ạ, thành thử ra cái vấn đề đó em không đồng ý. Em không đồng ý, thành thử ra em không quen nữa. Bạn trai bên đó còn sao? Anh không có em ơi. Anh mà miễn mà em tốt với anh tốt lại với em mà, chứ anh không có đòi sống thử. Chừng nào mà có đám cưới đồ đàng hoàng thì mà mới mang đến hạnh phúc cho em chứ, vậy thì tội nghiệp con ta. Thấy không? Bên kia đó nói nhiều nhưng mà nói hay nha. Mà thí dụ được. Thí dụ như cô kia cô đề nghị, thí dụ có cô gái nào đó cô đề nghị em sống thử thì em tính sao? Để tìm hiểu nhau, biết đâu em giới tính em không rõ ràng. Ý anh ấy có trống hay không có trống vậy phải không? Đúng rồi. Đúng rồi. Thử coi em có trống hay không, tao muốn thử rồi em tính sao? Em thì bao cái vụ đó đụng giường thì đẻ, đụng giường thì đẻ. Sao em biết em bao đụng giường là đẻ? Không, tại vì cái lúc mà em đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài chị. Rồi bác sĩ có vô mới khám em này nọ đồ á, về mà bên kêu bằng tổng quát á, thì bác sĩ nói là chú ok hết. Ok gì? Ok là tức nghĩa là đồng ý đó. Là sức khỏe tốt đó phải không? Dạ, sức khỏe tốt. Khỏe tốt liên quan tới chuyện đẻ gì đây? Không thì người ta nói là về mà cái như là cái cũng như cái tiếng mà văn hóa người ta gọi là tinh trùng. Là cái đó của em mạnh thì em tôi là tôi khoái chú rồi nha. Mấy mối tình rồi? Dạ, mấy mối tình rồi. Tình trường của em thì cũng có hai mối tình, nhưng mà cái mối tình mà để em kể mối tình chính thức á, là hai đứa hồi đó đi xuất khẩu lao động ở Malaysia. Người đó về trước, cái xa mặt cách lòng, ở về bển gặp kia đẹp trai hơn, nhà giàu nữa, rồi vớt luôn. Ủa là ở Malaysia 2 năm ở chung mà cũng không có sống thử luôn hả? Dạ, cuối tuần thì đến nấu nướng em nấu đồ ăn cho đó ăn này nọ xong rồi cái bắt đầu chiều rồi tới giờ đi về vậy chị. Chứ ở cái công ty đó thì người ta không có cho phụ nữ ở lại. À, khó khăn lắm, camera nó đặt tẩy tới. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, em muốn một người bạn trai cao trên 1m65 tới
Được, bên kia chuẩn. Dạ, không có hút thuốc. Có hút thuốc không? Dạ không hút thuốc mà có nhậu nha. Nhậu nhậu, nhậu ít chứ không có nhậu nhiều. Không em? Dạ nếu mà nhậu ít thì được, nhưng mà còn nhậu nhiều là em không giữ. Dạ anh có cờ bạc gì không anh? Không, cờ bạc anh không có biết. À, anh có gia trưởng không vậy anh? Điều đó là không có. Anh có ước mơ gì cho tương lai không anh? Anh thì gán kiếm thật nhiều tiền rồi tới cái ngày đám cưới á thì gán mà được kết hôn với em á, anh gán làm hai cái hộ chiếu, hai đứa đi nước ngoài á hưởng tiền tăng mặt. 7 ngày về. Em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Dạ người bạn gái thì biết về phụ lo cho cha mẹ em thì được, rồi em lo lại cho được hạnh phúc rồi sống, rồi không có cần mà giàu hay nghèo hay hoặc cái gì đó, cũng như là biết là buôn bán là được anh, ruộng đất bề bề không bằng cái nghề trong tay mà anh. Em nghề buôn bán vậy hai vợ chồng thì sống thì vậy là hạnh phúc rồi anh. Ngày bán trái cây vòng vòng kiếm khoảng được nhiêu em? Thì cũng khổ lắm anh ơi, ngày em với bà mẹ em kiếm khoảng chừng 500 à. Cũng được. Còn cái tiền chạy xe lôi là riêng nữa. Riêng nữa đúng không? Dạ. Vậy chắc ngày xe lôi cũng được mấy trăm đúng không? Dạ chạy xe lôi thì nếu mà 5 cây số em tính 100.000 cuốc, vậy dục lên xe em là 50. À, ngày chạy được bao nhiêu cuốc? Thì ngày em mối đồ này nọ em chạy đều đều thì bữa thì không có bạc nào cũng có, bữa thì cả triệu cũng có. Nói chung là ổn định á, anh thấy ổn định. Tức là bây giờ lấy em là phải về quê làm dâu đúng không? Ở cái xứ của bạn gái em mà được mà muôn bán đồ này nọ em chấp nhận em ở cùng bạn gái em ở luôn. Để được luôn đúng dạ, không? Dạ được, còn nếu mà em thấy mà đất lành thì chim đậu anh ơi. À, đất không lành thì... thì bắt chim nhậu luôn. Được. Nói chung anh này được, sống đâu cũng được hết trơn á. Nhưng mà thấy ổn định đó em gái. Dạ. Bây giờ bạn gái muốn khi nào thì mình tiến tới hôn nhân được? Hiểu với nhau được rồi chị, thời gian không có giới hạn. Bên này muốn khi nào lấy vợ, mẹ hối lấy vợ chưa? Mẹ cũng kêu thôi giờ con thì lớn tuổi rồi, thôi cố gắng lập gia đình để kiếm cuộc sống sau này đi. À, chứ không có vợ thì thấy người ta có vợ, người ta ẵm cháu đồ bồng, mẹ thấy mẹ cũng tủi thân lắm. Chị hỏi thiệt nè, để dành được nhiêu tiền lấy vợ rồi? Thì em làm từ đó giờ em chạy xe thì xích tỷ như em chạy được 500. Em về em đưa mẹ em 300, em lấy 200 em bỏ túi để đi chơi với bè bạn. Rồi bắt đầu thì còn cái số tiền đó mẹ bà giữ giữ đó, nào mà lấy vợ thì nói mẹ đưa. À bây giờ lấy vợ là mẹ sẵn sàng, mẹ dạ. Đứng ra là dạ. Kiếm con dâu cho em liền đúng dạ. Không? Chị sẽ thuyết phục bên nhà gái chứ dạ. Chị là chị chịu em rồi đó. Dạ, em cũng chịu chị hết. Chấm luôn rồi đó. Rồi hôm nay em gái mình có đi với người thân của mình không? Mình hỏi dạ. Thêm ý kiến người thân nè. Dạ em đi với em có đi với người thân của em, mẹ em từ ở Cà Mau lên đây ạ. À. Có cậu mợ em ở quận 12 ạ. Dạ. Gặp bác gái đi. Chào MC Quyền Linh, chào MC Cát Tường. Dạ, quý khán giả trong trường quay, tôi là mẹ của Nhi. Thì theo như mẹ nhìn thấy thì cũng cũng được đó. Hai đứa là con tìm hiểu đi, nếu được thì con cứ bấm nút. Dạ. Vậy thôi. Bên đàn trai. Em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ em, với dì em, với à. Em gái em. Rồi, dạ, cho gặp mẹ. Dạ, cô, chào cô Cát Tường và chú Trần Linh. Dạ, khán giả khán phòng hôm nay tôi là mẹ của vợ, mẹ của Thương Tín. Dạ. Thấy hôm nay là thấy cháu gái đây cũng được. Trước hết là cũng có nghề nghiệp ổn định. Tôi đồng ý do con tôi giờ hả? Nó chịu đâu thì tôi chịu đó à. Dạ. Dạ. Thôi bây giờ bữa nay nhân tiện là có hai bác hai nhà ha, hai gia đình mình coi như ra mình làm quen, mình bắt tay nhau, mình chào nhau một cái. Mời hai cô. Rồi. Đó. Dạ, cảm ơn hai biết cô. Biết đâu được. Thôi bây giờ mình sẽ mở rào, mở cửa trái tim cho hai đứa nha. Vỏ, vỏ, vỏ túi. Con tặng em. Trời ơi, muốn quà. Coi như là chén, đũa, muỗng đầy đủ. Dạ, lượt kiến đồ đủ hết á chị. Lượt kiến luôn. Dạ, cái này là lượt luôn. Lượt kiến, có cái này nữa là đặc sản của Bến Tre. Ăn vô là nhớ anh hoài luôn. Kẹo dừa. Kẹo dừa nữa. Thù đáo quá ha. Rồi. Rồi, hôm nay em có một món quà muốn gửi đến anh nè. Đây là bức tranh em. Anh có đoán được là gì không ạ? Chiếc thuyền. Ở đây là cột mốc của Cà Mau, của tọa độ của Cà Mau. Còn ở đây là chiếc thuyền tượng trưng cho mũi Cà Mau. Em thì do công việc của em làm là từ 9 giờ sáng mà tới 9 giờ tối em mới có rảnh. Thì em thì thức làm ban đêm với bức tranh này. Thì mong là anh một khi anh nhìn tới bức tranh này sẽ nhớ đến em là ở Cà Mau. Tranh gạo đó, người ta làm tranh bằng gạo thấy không? Dạ. Còn riêng phần quà thứ hai thì em xin gửi đến chị Cát Tường ạ. À.
Anh Quyền Linh, đây là đặc sản tôm khô nhà em tự làm ạ. Đó là mẹ em làm. Khi nào mà anh chị ăn phải cảm thấy ngon thì nhớ đến em ạ. Rồi, cảm ơn em. Anh thấy em như thế nào? Thấy em thì cũng được. Còn em thấy anh sao? Thì em thấy anh cũng được, nhưng mà có cái là hạn chế nó nhiều quá, em không có thích nó nhiều. Thì anh nói vậy sẽ tỉ như cái lúc ban đầu á, thì sẽ tỉ như về từ từ anh sửa mà. Thì em ước muốn là hai đứa tự lập ở Sài Gòn, chứ em không có muốn mà về quê. Ý anh sao? Thì ý anh vậy cũng được. Anh thấy rõ ràng cái tiềm năng của anh chàng này đó. Em nhà cứ làm em xách đi bán được không? Được. Tiền về giao cho vợ. Dạ được. Cho nhiêu lấy nhiêu. Không dạ đòi hỏi được không? Dạ không. Cũng còn tỉnh lắm. Trước lúc lên đây đi cũng có uống thuốc rồi nên hơi tỉnh chút. Chơi nói chơi chứ không có. Tỉnh lắm ha. Vui. Anh ở Bến Tre vậy rồi hẹn hò sao anh? Thì xích tỉ như giờ á, em cứ điện là anh lên à. Thí dụ như em lỡ như em cần 10 giờ đêm, 11 giờ đêm thì anh có thể xuất hiện không? Không, ý anh nói là em nói hẹn hò trong cái lúc ban ngày á, thì hoặc cái em cho cái giờ dắt á, ổn định á, thì anh sẽ lên liền, anh lên liền. Chứ em nói mà kêu như máy bay bay sao anh bay được. Nếu mà yêu thương đủ thì anh nghĩ rằng là anh ấy sẽ có mặt bất cứ lúc nào, đúng không? Dạ. Ảnh nói nhiều thì có cái vui thiệt, nhưng mà em thì em cần cái người thực hiện nhiều hơn là cái giờ lời nói anh. Tại vì lúc trước em cũng có quen một người đó rồi, nhưng mình nói thì nói nhiều lắm luôn, nhưng mà thực hiện thì không được. Em đã thất bại một lần rồi thì em muốn là ảnh đừng nói nhiều với em quá, mà hãy thực hiện đi. Trời, hãy nói một điều gì đó để mà bạn gái cảm thấy tự tin vào những cái gì mình nói từ nãy tại giờ. Tại vì bây giờ á, anh gặp á, em nói cái lời em nói nãy giờ anh cũng đã hiểu rồi. Anh gặp được em á, đây chỉ có mấy tiếng hồ thôi, nên á, đâu có thể nào mà thể hiện mà những cái lúc mà anh thể hiện cho em thấy được. Thì em chỉ thấy mới có năm thôi, chừng nào mà em gặp được anh làm á, em mới thấy được 10. Nếu mà em cảm thấy hợp với anh, đến với anh được, anh xin em hãy nhấn nút. Còn như mà nếu mà em thấy mà không được á, thì anh cũng không có ép em đâu. Rồi, hết thời gian. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Quyền quyết định là của hai bạn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Bấm nút. Anh biết rằng trong cô gái vẫn còn một cái điều trăn trở và suy nghĩ. Đúng không em? Dạ đúng anh. Nhưng cuối cùng tại sao anh lại quyết định bấm nút? Tại vì qua cách nói chuyện của anh em thấy ảnh có cái sự chân thành. Em thì em cần một người là biết làm ăn, chia sẻ với em công việc. Em không cần hạ lãi quá giàu. Anh nói được những lời trên này thì em mong rằng trong thời gian tụi em tìm hiểu với nhau thì ảnh sẽ thực hiện được những lời mà ảnh nói với em trên này. Cố gắng nha em trai. Dạ. Đừng để mọi người thất vọng nha. Dạ không có đâu chị. Nếu mà em sau này mà được thì em sẽ nhớ tới anh với chị hoài luôn. Rồi, hai bạn hãy hôn nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày xin hôm nay. Xin phép bác đi. Phép. Đã xin phép bác con được hôn bạn, hôn bạn gái con. Tự nhiên đi con thấy chưa? Em hy vọng là hôm nay sẽ gặp được tình yêu. Về phong cách thì em thích những người mang phong cách cổ điển một tí. Hiện đại thì theo tiêu chuẩn mà không ăn mặc hở hang được. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Mình giới thiệu về mình với em. Em chào anh Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường. Em chào tất cả các vị khán giả có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Em tên là Đào Thị Nga, em 25 tuổi. Mọi người vẫn hay gọi em bằng cái tên thân thương là Nga Ngố. Quê em ở Hà Tây, nhưng hiện tại thì em làm việc và sinh sống ở Bình Dương. Rồi, mời bạn trai. Em tên là Nguyễn Thế Chỉnh ạ. Năm nay em 28 tuổi ạ. Kể cả tuổi lấy vợ là 29 ạ. Hả? Cái gì? Tuổi lấy vợ 29 là sao? Tuổi đẻ đó hả? Dạ vâng. Nhưng mà bạn làm nghề gì? Nhân viên IT ạ. Quê em ở đâu? Quê em ở Bắc Ninh ạ. Bây dân giờ... ca quan họ Bắc Ninh ạ. Làm một bài dân ca quan họ Bắc Ninh luôn. Còn duyên là duyên kẻ đón đón người đưa hài bạc.
có yêu nhau sang chơi cửa chơi nhà, cho thầy là thầy mẹ biết để ruộng hoa chứ hoa định này. Tình à tình 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 à hời à hư hời hư là hư hời hư. Trời ơi. Ủa nhưng mà hiện tại bây giờ em là sống làm việc ở đâu em? Em vô đây năm lớp 7 ạ. Hiện nay đang sống chung cùng gia đình ạ. Ủa gia đình vào đây hết rồi hả? Dạ. Được rồi. Rồi bạn gái giới thiệu mình đi bạn. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Buổi sáng em có lướt Facebook thì em thấy là những người sinh năm 92 thì trong tháng này sẽ gặp nhiều may mắn. Về tiền bạc thì em chưa thấy, nhưng em hy vọng là hôm nay sẽ gặp được tình yêu. Nên vậy em nghĩ ưu điểm của mình là suy nghĩ tích cực. Bạn mong muốn tìm một người yêu như thế nào? Về phong cách thì em thích những người mang phong cách cổ điển một tí, đặc biệt là những chàng trai mà mặc quần tây áo sơ mi thì em thấy rất ấn tượng. Nhưng mà hồi nãy em nói là rất hợp lý. Em lướt Facebook rồi em thấy phong thủy kia là em dạ không, có một tí giống như là niềm vui cho hàng ngày. Rồi vậy bạn trai bên bển là có được không? Em nhớ là bạn 28, anh Trình bên kia là 29 đấy. Dạ em tuổi Kỷ Tỵ ạ. Kỷ Tỵ. Em không biết. Trời ơi, mà coi phong thủy coi tuổi mà giờ không biết là thầy kỳ vậy. Thôi để về em chấn chỉnh em xem tiếp. Thì rủ xem không được rồi sao? Trời ơi, tôi tính đây luôn chứ. Em làm kia chín mấy? Dạ em 92. 92 đúng rồi. 92 thì tuổi Kỷ Tỵ hợp nhau rồi. Đó, thấy chưa, ta xem ơi. Luôn. Bên kia biết coi luôn hả? Dạ vâng ạ. Làm IT rành lắm. Rồi bạn nam bạn thích tìm người yêu thế nào? Phụ nữ truyền thống ạ. Rồi hiện đại được không? Hiện đại thì theo tiêu chuẩn mà không ăn mặc hở hang là được rồi. Hở hang không tốt hả? Không phải là không tốt mà tại em không thích cho nhiều người thích. Rồi, mình trải qua mấy mối tình rồi? Một mối tình gặp mặt còn một mối tình không gặp mặt. Không gặp mặt là sao? Chỉ thông qua bạn thôi, rồi quen ở xa quá. Dạ. Vậy là coi như mối tình rồi ta hai em? Dạ, chỉ có một mối tình đầu tiên và cũng gặp một lần duy nhất thôi ạ. Trời đất ơi, còn bạn gái thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Em 25 năm. Em yêu đơn phương các bạn nam. Hai em giống nhau ghê. Có cái điều gì mà em không thích ở người bạn trai? Thứ nhất là hôi. Sao nó ngắn cái gọn kiểu hôi vậy? Bên đây thơm. Thiệt không? Thơm. Rồi. Rồi cái thứ hai là tóc bù luống giống Đan Trường. Hả? Hai mái. Không thích tóc hai mái. Dạ đúng rồi. Chứ thích tóc thì sao? Không có tóc. Cái này không có mái nào. Đầu đinh cho nó men lì một tí. Đầu đinh. Dạ. Dựng lên xíu đi, dựng lên coi. Đầu đinh lên nè, đây nè, đó, chỉa lên, nghe không? Rồi, em có tật xấu gì không? Nãy giờ chưa khai không? Dạ, em cũng hơi nóng tính và ít đi chơi. Từ xưa giờ không đi đâu chơi hết hai em? Dạ, đi làm mà đi học về. Mấy mốt lấy vợ vậy mới đi, phải không em? Dạ, có người yêu cái nào muốn đi lắm rồi. Phải đi với vợ chứ không được bỏ vợ ở nhà, nghe không? Dạ, điều đó chắc chắn tuyệt đối ạ. À, mình định bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Thì em muốn nhanh nhất là 3 tháng, không được vượt ngày 27 tháng 9 năm nay ạ. Tại sao? Tại vì 30 là không cưới được vợ. Là coi tuổi rồi. Đó hả? Cái là phải trong năm 29 này phải lấy, bắt buộc phải lấy. Đúng rồi. Đến tháng 9. Đến tháng 9 này là phải lấy. Còn không nữa là qua đó là phải chờ bao lâu nữa? 31 năm 31. Đúng rồi, gia đình dục lắm rồi. Rồi để tôi về tôi hỏi liền cái vụ hỏi này. Hỏi liền đi. Chừng nào em đám cưới được. Gấp lắm á. Còn có 3 tháng nữa. Dạ không. Quan điểm sống của em là thuận theo tự nhiên. Nếu mà tình cảm đủ lớn thì em nghĩ sẽ xây dựng đám cưới. Hơi, không ấy mình qua 31 luôn đi cưng. Dạ em trai. Đây. Em suy nghĩ không cưới là coi như hút luôn. Không mà hút thì qua năm sau cũng được, thì qua 31 thì giống như bạn bên đây thôi. Dạ. Bạn bên đây rất là dễ thương. Mà anh thấy đây là một chàng trai chung thủy đấy. Em cảm thấy bạn cũng một con người cổ điển. Thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng không nên cổ điển quá. Nhiều lúc mình cũng phải hòa nhập với mọi thứ xung đúng quanh rồi. Biết đâu được em tiếp xúc với bạn đấy, thuần hóa được bạn ấy. Làm như bạn ấy là gấu sư tử. Thuần hóa. Thì có thể bạn ấy suy nghĩ là không sao. Mà đàn ông mà 35 tuổi lấy chồng thì cũng không sao cả. Đàn ông 35 tuổi lấy chồng chết à? Cái nhầm là lấy vợ. Thôi bây giờ mình gặp gia đình người thân. Em bạn trai bạn có đi với ai không? Dạ có đi với em gái con của cô ạ. Rồi. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em rồi. Là em họ của anh Chỉnh. Chị gái bên này thì em thấy dễ thương, còn hợp hay không là do anh chị ạ. Rồi cảm ơn em. Bạn gái bên kia đi với ai? Dạ em có đi với hai chị gái ruột của em ạ. Xin chào anh Hoàng Linh và chị Cát Tường. Thì em nghĩ là con trai 30-31 tuổi cưới là bình thường, đâu có vấn đề gì đâu. Cho nên là cái về vấn đề mà ngày tháng xem xét thì cái này em nghĩ là bạn nam nên xem lại một tí. Tại vì cái đám cưới thì thật ra là nó chỉ là cái hình thức bên ngoài thôi. Còn về hai người sống với nhau được bao lâu hay như thế nào là phải xem là hai người có hợp với nhau hay không nữa. Em thì thêm thấy bạn này ok, hai người cứ tìm hiểu thêm như thế nào
Em thấy là nghe nếu mà chọn bạn này thì ổn. Ổn. Rồi. Rồi, cảm ơn hai chị. Kết câu cuối cùng là ổn đó nha. Rồi, bây giờ cho hai bạn gặp nhau đi. Nhau. Kéo màn lên. Anh nghĩ yêu nhau một cái độ nào đó chín mùi thì cái ngày tháng nó không quan trọng đâu em. Có thể là 28 tháng 9, 29 tháng 9 cũng được nha. Rồi. Dạ cho anh. Mình cảm ơn quà. À bây giờ em cũng hơi thắc mắc, em muốn hỏi anh là lúc mà em nghe bên kia thì em cũng cảm nhận với anh là anh hơi ra trường. Tại vì anh muốn là kiếm một người bạn gái trung thủy truyền thống. Thì mục đích là anh không muốn phải, tức là phải sau này phải con cái vơ hay vợ chồng vì một cái chuyện nhỏ thôi mà bất đồng phải dẫn đến xa nhau. Giống như là một gia đình ấy, phải yên ổn thì nó mới làm ăn phát triển được. Anh ơi, giả sử bây giờ công ty tổ chức đi chơi, anh ở nhà trông con, em đi chơi với công ty, anh có đồng ý không? Cái vấn đề vô tư thôi. Rồi em đi thoải mái không sao cả, nhưng mà cứ đến khoảng 9-10 giờ gọi anh đến đón, anh đón được rồi. Dạ không, đi chơi là đi chơi 2-3 ngày á, là anh ở nhà trông con 2-3 ngày vậy á. 2-3 ngày à? Dạ. Khó quá nhỉ. Thì để phát triển sự nghiệp tương lai của em á, hay là về công việc hay là về rất là quan trọng thì em sẵn sàng anh cho anh đi, nhưng mà đừng làm những cái điều gì mà nó trái với cái đạo lý của vợ chồng á. Đến lúc đấy thì anh không có muốn tha thứ. Ta nói ta đi chơi thí dụ thế, trong cái trường hợp xảy ra đi nhiều chơi thôi mà. Dạ, vâng ạ. Không có gì làm gì tới quá đạo lý gì. Không, anh nói đúng mà. Tại vì lập trình phải kỹ một chút, mà sai sót sai số thì rất là nguy hiểm. Dạ vâng. Vậy ở thời gian cuối tuần anh thường làm gì? Đi làm về thì mình ở nhà rồi xem chương trình Bạn Nguyện Hò lên YouTube coi. Rồi thí dụ mà có học tập á, tại vì cái định hướng tương lai của mình là muốn học lên thạc sĩ á, cho nên hiện tại mình cũng thỉnh thoảng củng cố kiến thức để học lên cao hơn. Dạ em cũng thích cái người như anh á. Cảm ơn em. Em thấy cô gái ngồi đối diện có quá hở hang không? Dạ vấn đề này thì cái size này có thể đi mặc đi làm được, không vấn đề gì ạ. Cái size mà cách ăn mặc của văn phòng á hay là dự tiệc á thì cái đấy mình không thể được, cái đấy là đồng bộ rồi, chuẩn quốc tế rồi, mình không thể tiện cái áo ta đang như kia mà cứ vá cổ lại nguy hiểm. Cho nên ý anh nói là mình đi mà bình thường với chồng con thôi, đi đâu thì ăn mặc thì nào, thì còn đi dự tiệc thì đó là cái sai mẫu rồi. Dạ. Mình không thể ép buộc được. Thường thì mấy người truyền thống của kính này là luôn luôn thích sinh con trai đấy, em hỏi đi. Đó, thiệt mà. Đúng không em? Dạ đúng. Đó, gật đầu thấy chưa? Anh ơi, em có một cái câu hỏi đơn giản như thế này nhá. Anh thấy có phải là để sanh ra anh phải có ba và có mẹ, có nghĩa là có nam và có nữ. Nếu như mà toàn nam thì làm sao mà có con được ta? Thì như vậy phải có cả nam cả nữ chứ. À, tự nhiên anh muốn sinh ba đứa, hai trai một gái. Trời đất ơi. Sinh hai ba đứa, ba bốn đứa luôn cũng không có đàn trai thì em tính sao? Cái đó là chắc do ý trời không cho mình có rồi. Thì mình chấp nhận. Em không nghĩ phải là ý trời mà là do anh. Em có thích cô gái ngồi đối diện em không? Dạ em thích. Em có muốn cô ấy làm vợ của mình hay không? Dạ rất muốn. Nếu mà em đồng ý bấm nút và chọn anh là người chồng thì anh tin chắc chắn rằng em sẽ không hối hận. Em muốn lấy vợ lắm rồi. Nào, hãy để tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha em nha. Quyền quyết định là của các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Bấm nút là đồng ý hẹn hò và tiến tới hôn nhân, chứ không phải bấm nút để kết bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Nào, hãy nắm tay nhau đi hai bạn. Em thì em thích người phụ nữ hiện đại. Bạn có thích sống thử không? Chắc không chị. Không sống thử thì em không chấp nhận được. Có tật xấu gì không? Nãy em nói rồi chị. Giờ nói lại nó không trùng. Thôi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. À, chúng ta sẽ nghe bạn nữ giới thiệu về bạn ấy. Mời em. Em tên là Giáng Xuân, 33 tuổi. Em là giáo viên mầm non. 33 tuổi? Dạ. Wow, trẻ quá. Em ở đâu? Hiện giờ em đang sống ở Hóc Môn ạ. Rồi mời bạn nam giới thiệu.
Em xin tự giới thiệu, em là Trương Hồng Phúc, năm nay 33 tuổi, kỹ sư cơ khí, hiện tại đang làm việc và sống ở Nhà Bè. Bạn nữ, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Yêu thì chưa ạ. Chưa yêu một mối tình nào sâu đậm hết hả? Dạ đúng rồi. Lý do tại sao? Có những bạn mà chỉ mới quen em mà đi chơi là có sự đụng chạm này nọ đó. Cái em cảm thấy sợ. Bạn muốn tìm một người chồng tương lai như thế nào? Dạ, cao, lãng mạn tí. Cái chuẩn giống ai cả? Như anh Quyền Linh nha. Rồi bây giờ mình muốn người phụ nữ thế nào? Em thì em thích người phụ nữ hiện đại. Bạn có thích sống thử không? Chắc không chị. Ủa không. Hiện đại sao không thích? Hiện đại có thể đi chơi, còn sống thử thì em không chấp nhận được. Tại hai mức độ nó khác nhau. Rồi bây giờ không thích phụ nữ là điều gì? Không sạch sẽ, dữ. Cái này không thích đúng rồi. Mà không có phụ nữ gì đâu. Rồi gì nữa? Làm biến. Phụ nữ làm biến. Dơ. Không sạch sẽ là gì nữa? Hôn như đó được. Bạn không rồi, thích cái gì mình đó? Có tật xấu gì không? Chứ em không có biết tâm lý phụ nữ. Cái bạn nữ thích cái gì nói em làm thôi, chứ em không có đón. Không nói được. Là không làm hả? Không đón được. Tặng quà gì đó thì họ nói mình đi, chẳng đi mua. Cái lúc mình mua mình áp tặng vàng người ta không thích. Em không thích điều gì hả người bạn trai? Dạ nhậu nhẹt không thích, lăng nhăng không thích, hút thuốc không thích. Sao chị? Có hút thuốc không? Dạ không. Nhậu nhẹt? Không nhậu, nhậu khoảng 3 lon. Lăng nhăng? Lăng nhăng thì giờ chưa có vợ nên không biết. Chung thủy không? Hả? Chắc không? Nguy hiểm rồi nha. Muốn lấy vợ dữ lắm chưa? Xòe cái bàn tay làm gì để móng tay vào ngoằn vậy? Thích đàn nên em phải để, nhiều lúc em phải đàn. Đâu đưa tay trái? Ốp lại. À bên đây là không có, còn cái móng cái để làm chi? Không, móng tay này để cười cười, bên đây này cười cười. Ôi. Dễ thương thật lòng mà. Có tật xấu gì không? Thì nãy em nói rồi chị. Vậy là nhiều tật xấu lắm hả? Không, mà nhiều người tiếp xúc em mà họ nói em là người tốt. Hy vọng vậy. Anh qua coi chị hợp với đây không nha. À chào cô giáo. Dạ chào anh Linh. Dạ. Anh bên đây nè, thực chất á, anh là con người chân thật. Nghĩ sao làm vậy, nghĩ sao nói vậy. Những con người đó thật tình đấy. Dạ. Anh giống như nít vậy đó. Em có thích lãng mạn không? Dạ có chứ. Có à? Để thử hỏi anh này có lãng mạn không nha. Không, thấy cái bộ hông rồi đó. Anh có thể lãng mạn với bạn gái được không? Dạ được. Thí dụ cụ thể, một lúc cô ta buồn, anh làm gì? Kể chuyện vui anh. Kể chuyện vui mà lãng mạn hả? Buồn mình xử lý cho họ vui trước rồi mình mới lãng mạn sao? Bây giờ kể một câu chuyện thật là lãng mạn. Cái ngày gọi là sinh nhật của cô ấy, anh sẽ làm gì? Gửi qua đường bưu điện. Ở chung nhà mà gửi qua đường bưu điện hả? Nhiều lúc như một cái người đang ở trong công ty mà có một cái người tới tặng hoa, mọi người thấy họ sẽ thích hơn. Còn mình tặng ở nhà thì có hai vợ chồng cũng không có ý nghĩa gì nhiều lắm. Rồi còn gì nữa, lãng mạn gì nữa? Thì sau đó có thể đi ăn tối, đi công viên gì đó xong rồi vậy. Công viên làm gì? Công viên thì ngồi hóng gió rồi nói chuyện. Tôi mũi cắn nè. Đâu có lãng mạn, công viên phải làm gì lãng mạn chứ. Nói chuyện nó nói ra không được. Bây giờ là dẫn người yêu ra công viên, mình phải tổ chức cái gì lãng mạn. Thí dụ anh cắm đèn cầy xung quanh cái chỗ ngồi gì ha. Hay trải hoa chỗ ngồi gì đó. Hay là cái gì đó. Đó là như trong phim có chứ ngoài ít lắm. Ở đây làm nữa. Nói thiệt luôn á. Chứ ngoài làm sao? Ngoài mình làm ở nhà mình thôi, ra công viên nó gió rồi châm mày lên xong nó tắt, châm tắt như không. Về ở nhà làm sao cho lãng mạn? Có thể làm nến như anh đó. Rồi thì mình tự tay mình nấu cái món gì đó vợ thích đó. Thì vậy thôi. Thôi nghĩ cái đêm tân hôn làm sao lãng mạn. Anh hỏi sâu quá rồi, không được. Bây giờ tôi hỏi nè, bạn trai có cái tài gì để mà tỏ tình bạn gái ngày hôm nay không? Bạn gái rất thích lãng mạn. Chắc tỏ tình bằng thơ bao gì cũng được. Rồi thơ đâu, tỏ tình thơ sao? Không, nó gặp đi rồi có cảm xúc nó tỏ tình được. Giờ này ngồi tình kỹ. Đây tỏ tình giống mấy người này sao? Biết đàn không? Dạ biết, mà em hát nhạc chế không chị ơi? Lấy cái đàn cho đàn nha. Hát nhạc chế gì đó hát đi nè. Không có chuẩn bị thì không có thuộc bài. Trời ơi, không dạo rồi. Thì giờ bắt đầu nữa gì thì đàn đi. Thôi đoàn, tôi đoàn à. Tôi đưa không? Em qua sông, rồi tôi đưa em lên bờ. Đấy, ví dụ vậy. Bây giờ bạn gái hát tặng bạn trai bạn. Cho một đàn pháo tay cho cô giáo đi các bạn. Đó thấy chưa, bà hát liền rồi. Em và tôi xa nhau thấy nhớ, gần nhau giận hờn. Em và tôi mỗi người một nửa cuộc đời. Thấy chưa?
Bây giờ cô giáo, cô có đi với người thân không? Dạ, em đi với mẹ với em trai. Dạ, chào cô. Chào chú Nguyên Linh, chào cô Cát Tường. Anh này cũng hơi thật thà nhưng mà có điều phải mạnh lên. Đúng rồi. Muốn lấy vợ thì phải mạnh lên chứ. Bây giờ mình không biết hát thì mình cứ hát lại một câu nào cũng được, để cho thể hiện cái lòng của mình là muốn phải mạnh lên. Đúng rồi. Được chưa? Mất điểm rồi, mất điểm rồi. Thì con thì, nhưng con hứa với bác, ví dụ như mà con với gái bác mà thành vợ thành chồng á, con không biết cuộc sống sau này nó có giàu hay nghèo hay không, nhưng mà con hứa sẽ không để cho cô ấy khổ vì con. Cũng tạm chấp nhận. Mà mình có đi với ai không? Dạ, em có đi với em trai tên Duy. Rồi. Em chào Quyền Linh. Chào Duy, tình hình anh mình sao em? Các tiếp xúc với đông người anh hơi bất tình tí chứ bình thường ok anh. Thấy chị dâu tương lai sao? Dạ, em thấy chị xinh đẹp dễ thương. Nói với ảnh mạnh mẽ dạ. Lên sao chứ vậy là thấy thua rồi đó. Rồi, cố lên. Rồi, bây rồi. Giờ kéo màn lên cho hai người gặp mặt. Bắt đầu. Anh có món quà. Em có hai. Tướng tá mặt mày phong độ lắm chứ bộ. Anh có hai cái quan điểm anh muốn cần trao đổi với em. Một là trong cuộc sống thì anh cần cái sự đồng cảm, nên anh lúc nào cũng sống thật. Có em ở đây anh cũng như vậy, chỗ khác không có em anh cũng sẽ sống như vậy. Thứ hai là trong tình yêu thì nó có bốn yếu tố. Một là phải sự nghiêm túc, thứ hai là chung thủy, thứ ba là có niềm tin, và thứ tư là có sự chia sẻ. Gặp nhau là một cái duyên rồi, mình hợp nhau khoảng 60% là may mắn. Còn phần còn lại thì anh với em sẽ, mỗi người sẽ giảm một cái tôi lại, sẽ cùng nhìn một hướng thì cái mối quan hệ nó sẽ xa hơn và nó sẽ có những cái kết quả tốt đẹp hơn. Dạ. Chứ còn ở trên đây có thể là anh bị rung, có thể anh thiện không hết bằng cái khả năng của anh. Làm thơ gì đó nãy hứa gặp nhau cảm xúc làm thơ. Có lãng mạn xíu coi, hẹn hò rồi sao? Đúng rồi. Thì em có một bài thơ nó cũng theo em mà nó cũng hơi vô duyên. Thì mọi người có thích thì vỗ tay mà ủng hộ lên này. Chẳng lẽ anh nói yêu em sao nghe kỳ cục quá, không nói biết đâu rồi hối hận, nên anh nói bằng cả tấm lòng trân trọng, anh yêu em. Vậy mà nói thơ vô duyên vậy? Mình làm cho nó bùng nổ lên, nó cho quan tâm. Trời ơi. Thôi bây giờ tính cái chuyện đám cưới đi. Thì nhà anh có ba người con trai, chưa ai lấy vợ hết, nên càng sớm càng tốt. Nếu mà anh định kết hôn là sống ở đâu? Anh sẽ gặp nghiệp ở Sài Gòn. Lương anh cũng đủ cho hai người sống. Còn sao, ai lo? Anh hỏi khó lên đây. Sao khó phải... Hỏi sự thật chứ sao khó. Hỏi chứ bây giờ hai vợ chồng lấy nhau, em mẹ anh lo, rồi con ai không ai lo, lẽ tôi lo. Vậy mà khó gì, tôi làm mai tôi phải hỏi vụ đó chứ. Anh cũng có phần ở dưới quê á, có thể bán ở lên đây mua nhà ở đây được. Nên nãy giờ anh không nói sâu chuyện này, anh Linh hỏi hoài. Rồi thôi bây giờ hai người nói một cái câu cảm xúc ngày đầu tiên gặp nhau. Anh ban đầu gặp em thì chưa có tiếp xúc được nhiều, nhưng mà anh thấy tính tình em mà anh cũng thích, thì anh hy vọng chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội. Em thì cũng hiền ít nói thôi, nhưng mà nếu mà quen lâu thì hả, mọi người sẽ thấy em rất là cởi mở, vui vẻ. Dạ. Rồi trước khi hai người tiến hành bấm nút thì tôi cũng chia sẻ với anh đàn ông với nhau, mình phải nên cởi mở chút xíu nữa. Biết rằng mấy người kỹ sư á, họ hay khô khan lắm, thành ra mình thay đổi nó mềm chút xíu nữa đi ha, đồng chí kỹ sư. Cảm ơn. Rồi. Trước hàng triệu khán giả, trước gia đình hai bên, chúng ta quyết định bấm nút là tiến tới, chứ không phải bấm nút để rồi nút đó không ai lo nha. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Cái nút này bấm không được hả? Cái này bấm. Đấy, cô giáo rất là dễ thương. Chúng ta bỏ mất cơ hội này là không còn cơ hội nào nữa đâu. Nhưng mà cho hỏi cô giáo một tí xíu. Ba rồi bạn mới bấm, lý do? Thấy anh cũng thiệt thà mà cũng hiền nữa. Nhưng mà lúc đầu tại sao không bấm lúc sớm? Em bấm mà sao nhóm ngoài nó không được. Mình nắm tay nhau một cái đi bạn. Cảm nhận như thế nào anh? Tay cô giáo mềm. Tay cô giáo mềm. Khi mà em ngủ chung với người kế bên thì em hay mân mê với cô chỗ người kế bên á.
cao cỡ 1m55 trở lên. Anh ơi, 1m50 thôi anh ơi. Ừ, vậy cũng được em ơi, dễ lắm. Mời bạn nam. Mời bạn. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình cho bạn bên kia nghe luôn. Dạ, em tên là Lê Trần Quốc Thới, nghề nghiệp là y sĩ. Nhiều em tuổi Thới? Sinh năm 90. Sinh năm 90 hả Thới? Dạ. Mời bạn gái giới thiệu. Em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả. Em chào tên em là Đặng Thị Mỹ Hiền. Em tuổi Ngọ, mệnh Thổ, tên Thiên Bình. Năm nay 27 tuổi. Hiện tại em đang sống và làm việc tại Tây Ninh. Em có một cái shop mỹ phẩm tên Mỹ Store ở đường Cách Mạng Tháng 8. Cách Mạng Tháng 8 ở Tây Ninh đó phải không? Dạ, đúng rồi. Các bạn thấy lạ không? Hai người này ở rất gần với nhau nha, mà các bạn không quen biết với nhau. Đây là cái duyên mà các bạn gặp nhau. Biết đâu mình phát hiện ra bà con. Là hai bạn bằng tuổi nhau luôn. Dạ. Hay quá, hai con ngựa này chạy. Dạ, ai hỏi đi, hai người hỏi nhau đi. Nhà em ở đâu em? Anh ở huyện Hòa Thành á. Dạ, em ở Châu Thành anh ơi. À, vậy là dạ, không có bà con rồi. Em nhớ bạn gái với tên gì không? Dạ, tên Quyền. Dạ, em tên Hiền. Hiền. Dạ, dạ lỗi anh. Ưu điểm của em là gì em? Dạ, ưu điểm của em là nhanh nhẹn, nhiệt tình. Khi mà em làm một cái việc gì đó thì em muốn là sẽ hoàn thành một cách nhanh nhất. Và cái nhược điểm của em á thì không có tính kiên trì hay do dự. Ví dụ như là em đang trong một cái mối quan hệ tìm hiểu với một bạn nam nào đó mà em lại thích cái người bạn nam đó hơn, thì em sẽ chủ động nhắn tin rủ cà phê hẹn hò gì đó. Em nghĩ là em sẽ tỏ tình, nhưng mà tới lúc mà gặp nhau rồi thì em lại do dự, em lại suy nghĩ lại không có thực hiện như là cái suy nghĩ ban đầu của mình. Anh thì ưu điểm của anh là anh biết nấu ăn, tham gia các công tác xã hội. Còn khuyết điểm của anh là khi mà nóng giận thì anh không có kiềm chế được, mà anh là hay biểu hiện ra ngoài khuôn mặt của mình. Lúc chích người ta rồi tức giận rồi sao? Dạ, lúc chích thì đâu có tức giận được. Tác phong của ngành y thì mình đúng cũng rồi, phải bình tĩnh. Cái phải làm sao phải kiềm chế cảm xúc của mình. Cho em hỏi là đỉnh cao của cái sự nóng giận của anh là nó tới đâu anh? Khuôn mặt nó hầm hầm với hay lằng nhằng thôi. Từ trước tới giờ cái đỉnh cao mà ví dụ như anh đập đồ hay là anh như thế nào anh? Chưa bao giờ anh đập đồ em ơi. Dạ. Đỉnh anh còn thấp. Còn bạn gái thì sao? Em có tật là khi mà em ngủ chung với người kế bên thì em hay mân mê cái cùi chỏ của người kế bên á. Ủa mà nói vậy em ngủ với ai? Mân mê cùi chỏ hả? Em ngủ với em gái của em hay thường hay nó lại rất là cáu với em cái vấn đề đó. Có khi nào nó giật chỏ em chưa? Có, nhưng mà xong rồi em cũng quay lại em vẫn làm. Có cái gì ở cái cùi chỏ này mà em mê? Không biết, em đam mê. Đam mê luôn hả? Lên 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 cho bạn trai cho mượn cái cùi chỏ thử rồi. Bây giờ em mân mê cùi chỏ cảm nhận thế nào nha. Mượn cái cùi chỏ coi sao mà mân mê đi nha. Em thử mân mê cùi chỏ của anh thử coi sao em. Làm luôn hả anh? Thiệt của anh á. Nói vậy anh đó. Được không em? Được không? Em có cảm nhận gì không? Dạ thấy đầy đặn lắm. Thấy đầy đặn đầy đầy lắm. Bạn tìm người yêu lý tưởng như thế nào? Bạn đó vui vẻ, hiền và chung thủy. Dáng thì cũng đừng ốm quá, vậy là được rồi. Nhưng vì em ốm em muốn tìm những người ốm đúng không? Dạ không, em cũng đúng rồi, em hơi ốm nên em sẽ tìm những người ốm chứ em cũng cho hợp. Cái điều gì em không dạ thích? Thì bạn đó thì cao cỡ 1m55 trở lên rồi. Anh ơi, 1m50 thôi anh ơi. Ừ vậy cũng được em ơi, trễ lắm. Mẫu người bạn trai của em á cao 1m65 trở lên. Giang Ngâm có cùng chung sở thích là đi du lịch chung với em, chín chắn và có cái định hướng cho tương lai của mình. Đặc biệt là nếu mà bạn đó thích nuôi chó thì càng tốt, tại em thích cái người nuôi chó rồi biết quan tâm chăm sóc người khác. Nuôi chó với liên quan chăm sóc người khác nó không có liên quan gì với nhau hết trơn á. Khi mình nuôi chó thì mình sẽ quan tâm tới con chó chị, mình mua đồ ăn cho nó rồi đó. Cho chó ăn cho người ăn luôn đúng không? Mình có trải qua mấy mối tình rồi em? Em trải qua một mối tình cách đây 3 năm và kéo dài trong 1 năm. Tôi coi cái anh bên kia coi sao. Người tiêu chuẩn bên này đưa ra đạt được bao nhiêu phần trăm em trai? À, chắc trên đúng trên 50 quá. Chào chị. Có chơi thể thao gì không? Dạ cũng có. Chơi môn gì? À, em hiện tại đang tập gym để cho giảm cân. Bây giờ mình được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Dạ được thì nếu cả hai hợp nhau thì do hai bên gia đình nếu đồng ý thì có thể sớm nhất là 6 tháng. Nhưng mà mình đã chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Dạ thì em cũng đang cố gắng để đi làm. Hiện tại em kết hợp công việc làm thi là trình dược viên và đang học lên lớp cử nhân y tế công cộng của Đại học Trà Vinh. Cũng được ha. Mình có phải làm dâu không em? Tùy bạn nữ thôi, bạn nữ muốn làm dâu thì làm. Còn nếu không muốn thì có thể hai người ra ngoài cố gắng làm để ra ngoài sinh sống. Có định hướng rõ ràng. Mình có yêu cầu gì hay mình không có điểm nào mình không thích ở người bạn gái không? Thì em nghĩ không thích bạn gái là đừng có hay ghen được rồi. Em hay lăng nhăng lắm. Dạ không có lăng nhăng, công việc của em là sẽ đi làm tiếp xúc với bệnh nhân nhiều. Sao em được vậy không em? Em có ghen lắm không? Em không phải là người hay ghen. Em có mấy mối tình rồi em trai?
Dạ, em chỉ có một mối tình thôi anh. Một mối tình hả? Dạ, thì quen lúc em nhập ngũ. Và khi em xuất ngũ thì em chia tay. À, lúc đi bộ đội đó hả? Dạ, đúng rồi. Để anh xem bên bạn gái thế nào nha. Em chào anh. Bạn gái dễ thương quá. Bây giờ em cảm nhận chàng trai bên kia là người như thế nào? Em cảm nhận là anh đó điềm đạm nhưng mà cũng có vui tính. Em không thích điều gì ở người đàn ông nhất? Lăng nhăng gia chủ là thường hay là nói nhiều hơn là làm. Bên đây hơi càm ràm chút xíu đó. Dạ, tích càm ràm theo cái hướng tích cực thì ok. Còn càm ràm hoài cũng mệt đúng không? Dạ, chắc em chỉ được cái bệnh càm ràm. Rồi, chút xíu mình gặp coi mình trị được không nha. Dạ. Hôm nay mình đi có người thân không em? Dạ, hôm nay em đi với lại ba em, với lại em gái, em rể của em, rồi bạn của em nữa. Dạ, chào ba. Tôi xin chào anh Quyền Linh, là chị Cát Tường. Con tôi á, từ thổi nhỏ gì là tính tình, đúng là tên hiền là cũng hiền thật sự. Mà cũng có cái cũng quyết đoán dữ lắm. Tôi cũng nhận xét về bạn của Hiền hôm nay gặp đây đây. Phải nói là nhìn vô là biết thông minh, dễ thương, nhìn có cái hậu nữa. Rồi, thì tôi cũng mong rằng là hai đứa được hợp tác với nhau, gặp được với nhau được là đó một cái duyên nó đến với nhau. Quan trọng là hai đứa cố gắng tìm hiểu nhau, nếu được là tiến tới hôn nhân. Tôi rất là mừng, tôi rất là ủng hộ 100%. Trời ơi, con cảm ơn bác rất nhiều ạ. Con thì cũng cảm ơn bác đã cho con cơ hội được tìm hiểu Hiền. Thì con cũng sẽ cố gắng hết sức mang lại hạnh phúc cho Hiền nếu mà tiến tới. Bác sẽ mong con điều đó. Anh trai, mình đi với ai? Dạ, em đi với dì và Dượng ạ. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào Cát Tường. Cháu thấy ở nhà thì cũng hiền lành, hoạt bát, vui vẻ, đặc biệt là nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Cháu gái kế bên thì Diện Sáu thấy cũng hiền, dễ thương. Nói chung là Diện Sáu muốn hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm và tiến tới xa hơn nữa. Như vậy là hôm nay có hai gia đình hai bên mà gọi là cấp cao đó nha. Dạ. Cũng đồng ý rồi. Cũng lộ trơn quá rồi. Quan trọng là hai đứa tìm hiểu nhau thôi. Rồi, kéo màn lên. Kéo màn. Mời các bạn. Em chào anh ạ. Đây là món quà hậu đẹp thích dây tự tay anh làm tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Bạn trai hát tặng bạn gái một đoạn đi cho lấy không khí nào. Bắt đầu. Bằng lòng đi em về với quê anh, một dòng sông xanh, một cù lao xanh. Bằng lòng đi em, anh sẽ đưa về. Cùng nhau đi đến bên bờ. Bằng lòng em nhé. Bạn gái đáp lại liền. Nếu đã yêu nhau đến cả cuộc đời, xin đừng buông lời những tiếng yêu hời. Để lại một đời vấn vương, cả một vùng nhớ thương. Hay quá. Thẳng quà gì đây? Quà gì hình trái tim vậy? Quà. Ủa này em tự làm hả? Dạ, nè, mấy em tự thắt. Mất bao lâu em? Dạ thì cũng mất có 2 tuần rồi chị. Hả? Là mỗi ngày ngồi đang chút xíu vậy dạ, hả? Dạ, tại công việc của em thì về thì những khi rảnh em mới có thể làm được. 2 tuần nữa nha em. Dạ. Về để đầu giường đi em. Qua đây. Mày sao đưa cái cụ chỏ cho coi coi. Ôi nãy cảm nhận rồi chị. Không, nãy lộn rồi, nãy cái áo màu xanh, nãy áo màu đen. Vậy mà nãy thấy áo luôn rồi nè. Đó. Rồi đi em. Rồi cho nào đã thôi. Gu lạ không? Dạ lạ. Lạ ha. Rồi giờ hai bạn tâm sự với nhau đi. Em có cảm nhận gì anh như thế nào khi đầu gặp anh? Em thấy anh là người hoạt bát, vui vẻ, hiền. Em cũng thích là cái kiểu người như vậy. Em có hay tham gia các chương trình công tác xã hội hay thiện nguyện gì không? Thiện nguyện thì em thích tham gia, nhưng mà do cái hiện tại á, cái tính chất công việc của em á, thì em không có thể đi ra ngoài được. Em nghe nói là anh tập gym mà anh tập ở phòng nào mà em thấy anh chưa có được gọi không ạ? Anh hiện tại là anh tập gym ở phòng gym Mỹ Thuận ở gần cửa 4 Tòa Thánh á. Tập nhưng mà thời gian cũng phải đi làm với hay đi thiện nguyện nên cũng chưa xuống được nhiều. Anh sẽ cố gắng xuống nữa. Chắc sau chương trình này mình sẽ đi tập gym cùng nhau. Rồi quyết định vậy đi. Tại em buổi sáng của em là em tập aerobic ở ngay chỗ gần công viên Hòa Thành. À, anh biết rồi. Anh này anh nhảy aerobic chắc anh bị lên máu rồi. Dạ không, em có thể theo gym được chị. Theo em thì có thể là bao lâu mình có thể em cưới được? Em nếu thì em không nhau. Có đặt qua cái khoảng thời gian nào hết. Chỉ có thấy là hợp nhau thì mình tự bàn bạc với nhau là mình tiến tới thôi. Rồi em thích sinh bé trai hay bé gái? Em là thích tự nhiên, trời cho gì thì mình nhận đó. Đứa nào cũng là con mà. Dạ. Đến với chương trình này thì anh cũng chỉ mong là chúng ta cho nhau một cơ hội hợp nhau thì chúng ta sẽ thể có thể tiến tới được xa hơn nữa. Dạ, em đồng ý với định của anh. Trời ơi, gọn nha. Dạo này ông mai bà mối có vẻ nhẹ nhàng, đơn giản quá. Nói chung quá. Là chúng ta thấy hợp đầu tiên là được rồi. Chúng ta cũng phải suy nghĩ thật kỹ nha. Các bạn nhớ bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu để tiến tới hôn nhân nha. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2
3. Hết thời gian. Chúc mừng. Xin đồi nha, giảm 5kg nữa nha em. Hôm nay có ba đi rồi, có dượng gì đi nữa là quá hợp lý rồi. Hôn cái hôn đầu tiên đi các bạn. Ba cười là xin ba đi. Xin ba nghe. Xin ba, trời ơi. Dạ bác cháu có thể cho con xin phép không bằng hàng được không ạ? Bác cháu tôi tới. Con luôn. Bạn gái này có phải bạn gái của em là hẹn lên chương trình bữa 30 tháng 12 không không nữa. Nhưng mà dạ, đúng rồi thì đó đó, đúng là nếu mà vậy thì cùng là mình cùng có duyên với nhau. Hồi trước thì em lên đăng lên hình hôm tháng 11 á thì bảo là bạn gái chưa chuẩn bị được giấy tờ. Đến khi chương trình báo lần 2 chúng mới thuê trong cái khách sạn nghỉ cái chương trình đó. Anh ơi anh thông cảm cho bạn gái bị sốt siêu vi đưa đi bệnh viện rồi. Thế là em lại quay về trong lần thứ ba. Hay quá. Lần này thứ ba. Bất quá tam ba bảo lần này. Rước cô dâu về luôn nha. Có về chưa? Đó là cái duyên. Mà em đúng hả? Dạ đúng rồi, hôm nay em cũng được cả nhưng mà rồi mời em. Mời bạn nam. Rồi giới thiệu về mình đi em. À, dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào anh bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Thị Thanh, em sinh năm 94, em sinh ra ở Đắk Lắk và hiện tại công việc của em là chăm sóc khách hàng tại tổng đài của VTV Cap ạ. Mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn máy bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay hôm nay. Em xin tự giới thiệu, tên của em là Phạm Văn Thăng, năm nay 35 tuổi, sinh sống và làm việc tại Đắk Nông. Nghề nghiệp của em là chuyên viên văn phòng. Bây giờ mình đang ở Đắk Nông luôn hả em? Dạ, em ở Đắk Nông chị. Có bạn gái bên kia ở đâu vậy? Dạ, quê ở Đắk Lắk. Quê em ở Đắk Lắk nhưng mà hiện tại em đang làm việc ở Đắk Lắk thì coi như trên đường về Đắk Nông rồi. Dạ đúng rồi, em phải đi qua Đắk Nông thì em mới tới được Đắk Lắk. Đúng rồi, muốn về nhà mình phải đi qua nhà chàng trai ấy. Hôm nay duyên gặp nhau rồi, Đắk Nông và Đắk Lắk ha. Dạ, nói chung là cùng quê. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Thích ca hát, sống tình cảm và có trách nhiệm. Hơi nóng tính. Em nấu ăn thì chỉ biết nấu món thịt thôi chứ còn cá thì em không biết nấu. Nấu chắc cho một mình em ăn được thôi. Bạn trai. Ưu điểm của em là người thật thà, chung tình, còn khuyết điểm thì rất là nhiều ấy. Em nói to xong rồi. Nói to nhưng mà bản thân thì nói xong rồi thôi, không bao giờ để bùng một vấn đề gì cả. Em biết nấu ăn. Nói chung là việc chứ em cũng biết làm. Bây giờ ta làm hết luôn rồi đó, khỏi lo gì hết trơn á. Rồi, vậy chỉ làm vợ thôi. Anh cho em hỏi là nếu mà mình quen nhau thì anh có chịu xuống Sài Gòn thăm em không? Ở đây thì mình cũng chia sẻ thật, mình ngại yêu xa. Thường giờ bảo là yêu xa không vấn đề gì, nhưng mà mình phải nhìn nhận xa hơn một tí. Công việc thế này thế kia là có chuyện gì buồn nó gần gấp mà bảo là xuống ngay liền thì không xuống được, thì dẫn đến là nhiều cái cuộc tranh cãi là anh không quan tâm em nhiều. Đó là mình chia sẻ thẳng. Còn nếu mà đã tìm hiểu á, cảm thấy á mà hợp với nhau á thì quãng đường thì cũng không vấn đề cả. Mình có thể tin nhau thì trong một tháng mình có thể gặp nhau một lần, hiểu nhau và chia sẻ cùng nhau như thế. Thực chất là con gái người ta sẽ cần sự quan tâm, chăm sóc nhiều hơn. Nên là nếu mà anh nói như vậy thì em thấy anh cũng đồng quan điểm với em á. Tôi nghĩ thế này nè các bạn, bây giờ phân tích cái đó khó lắm. Những người ta ở Hà Nội, tôi yêu thành phố Hồ Chí Minh mà. Giống như tôi vậy đó, tôi yêu vợ tôi ở Bình Định còn xa các bạn nữa. Không có đi xe còn xa nhiều nữa, vậy mà vẫn yêu nhau, vẫn đến với nhau được. Không quan trọng, quan trọng tình yêu của bạn đủ lớn hay không thôi. Hôm nay các bạn có duyên với nợ với nhau không nha. Rồi, bây giờ tiếp tục tình trường đi. Em trải qua hai mối tình kéo dài khoảng 12 năm. Em vào Đắk Nông lập nghiệp thì em có bảo bạn gái vào cùng thì bạn gái không chịu. Cô ấy nói là không vào thì em chấp nhận là chia tay. Còn mối tình thứ hai kéo dài được 3 năm, chia tay cách đây cũng được hơn 2 năm, gần 3 năm rồi. Thì năm đó thì em có bắt xe cho bạn gái về quê ăn Tết, em ở lại. Thì em có nói một câu đùa thôi, Tết năm nay á mà em về á ở ngoài quê á có anh nào mà tốt hơn em anh á thì em lấy người ta luôn. Thế là Tết năm đó là người ta lấy chồng luôn. Trời ơi. Nhưng mà lời nói của bạn hên ghê. 12 năm yêu nhau, một cái thời gian rất là dài cho hai người tình nha. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ em thì trải qua hai mối tình chính thức. Thì mối tình đầu tiên là do anh đó ở Long An, em thì ở Đắk Lắk.
Em á thì em chỉ suy nghĩ là em chỉ muốn về Đắk Lắk thôi, chứ em không có muốn là lấy chồng xa. Tại vì thực chất là nhà em á chỉ có em với mẹ em thôi. Vậy giờ anh này là hợp rồi, mới mốt về Đắk Lắk nè, Đắk Nông, Đắk Lắk gần nhau nè, đúng không? Dạ. Để tôi qua tôi coi mặt bên thằng gái cho nó coi, coi. Bây giờ buồn quá, chào em gái. Dạ em chào anh. Hả? Đắk Nông với lại Đắk Lắk sát bên nhau, mẹ em muốn về quê sống với mẹ đúng không? Dạ. Như vậy rất hợp lý, chị Cát Tường nói đúng rồi đó. Dạ. Em thấy sao? Dạ em thấy được. Được rồi, tấn tới luôn nha. Em thích mẫu người lý tưởng như thế nào? Dạ bạn nam thì trầm tính một xíu. Trầm mới quá, quá trầm luôn á. Ừ. Dạ đừng có bụng bự. Hả? Có không? Không. Sao bụng bự sao em không thích? Đàn ông bụng bự thì sang, đàn bà bụng bự cũng sang như thường. Rồi, có mẫu người lý tưởng nào không? Công Vinh anh. Công Vinh hả? Bên đây cũng công mà chưa Vinh. Để anh coi chúng ta là thôi. Em cảm giác nãy giờ thấy là cô đưa ra cái hình mẫu lý tưởng như mình được bao nhiêu phần trăm? Em thì không uống rượu, uống thuốc. Mình thì muốn tìm người như thế nào? Em muốn bạn nữ là lanh lẹ, nói nhiều, rồi biết nhậu. Gặp bạn nữ mà nói nhiều mà nhiều lắm, còn biết nhậu nữa đó. Là lè nhà dữ luôn. Ừ, vì em không biết nhậu nên là nhiều khi giả sử như bạn bè anh em đến nhà thì nếu mà chồng không uống được thì vợ tiếp có say nữa thì chồng lo hết, không biết gì cả. Nên là quá. Thế bây giờ khi nào thì mình tiến tới hôn nhân được? Em nói thật anh chị với quý vị anh chị, em là chuẩn bị hết cả rồi, còn thiếu cho cô dâu thôi. Là mình sẽ làm dâu đúng không em? Dạ em không làm dâu, em ở riêng, học xong 12 là em tự lập tới giờ. Mình ở nhà riêng luôn hả em? Dạ. Quan điểm của em á là học xong xin việc xong thì trả lại muốn là vô được biên chế xong thì lại mua được miếng đất, mua được miếng đất thì cứ lại muốn xây nhà được cái vợ, để cho vợ sau này coi phải vất vả. Thế là cứ thế tới giờ vẫn ở không. Dạ. Tốt quá. Không biết bạn gái này có phải bạn gái của em đã hẹn lên chương trình bữa 30 tháng 12 không nữa, nhưng mà dạ, đúng rồi trước thì đó đúng là nếu mà vậy thì cùng là mình cùng là có duyên với nhau. Hồi trước thì em đáng lên hình hôm tháng 11 á thì bảo là bạn gái chưa chuẩn bị được giấy tờ. Đến khi chương trình báo lần hai chúng mới thuê trong cái khách sạn nghỉ, cái chương trình báo anh ơi anh thông cảm cho bạn gái bị sốt siêu vi đưa đi bệnh viện rồi, thế là em lại quay về trong đây lần thứ ba. Hay quá. Lần này thứ ba bất quá tam ba bận, lần này rước cô dâu về luôn nha. Khó ghê. Chúc mừng em. Đó là cái duyên là em mà... luôn đó hả? Dạ đúng rồi, hôm nay em cũng bị cảm nhưng mà em nghĩ là lần thứ ba nếu không được là chắc em là không có duyên nên thôi em cố gắng hết mình. Chị là duyên quá rồi, mình phải cố gắng nắm bắt cái cơ hội này nha. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến của người thân đi. Em đi với ai? Dạ em đi với lại bạn thân và đồng nghiệp của em ạ. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh và quý vị khán giả. À rồi, chào em. Em cho ý kiến về em trai này đi. Bạn em thì hơi sôi nổi một xíu. Anh bên này thì em thấy là có vẻ là khá là trầm tính. Em không biết là yêu xa thì hai người sẽ như thế nào, nhưng mà em nghĩ là quyết định là vẫn nằm ở Thanh nhiều hơn. Rồi cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với em đồng nghiệp. Xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Cát Tường. Em là đồng nghiệp của anh Thăng. Nhận xét về anh Thăng thì tính thì cũng trầm tính, về tình yêu thì cũng hơi rụt rè. Lên chương trình này thì cũng gặp được bạn nữ đây thì mong hai bên tìm hiểu nhau. Rồi bây giờ kéo màn lên, cố gắng chút xíu nha. Trong tình yêu chúng ta phải cố gắng chút xíu. Nào kéo màn lên. Mời hai bạn. Dạ anh chào anh. Có quà. Dạ cảm ơn. Rồi chúng ta trò chuyện với nhau đi. Cho anh hỏi là em làm việc ở dưới này á thì em có thường xuyên về đến nhà không? Dạ có, em hay về nhà lắm. Thỉnh thoảng có thời gian thì một tháng em sắp xếp tầm khoảng 1-2 lần em về thăm mẹ em. Nhà em chỉ có mình em với mẹ em thôi. Em cũng ngại vấn đề mà quen xa thì không chăm sóc được cho ba mẹ em á. Ừ, Đắk Nông, Đắk Lắk nó còn gần gấp mấy lần thành phố Hồ Chí Minh nữa. Dạ. Có, anh có thể xin em một công việc nào đó gần đó thì gần mẹ hơn nữa. Chúng ta có rất nhiều cơ hội, mình đừng bàn đến cái chuyện xa gần nữa. Dạ. Bây giờ chúng ta bàn đến cái chuyện cái quan điểm tình yêu của các bạn như thế nào. Em có hay ghen không? Dạ có ghen, nhưng mà ghen đúng thôi anh. Con gái thì ai cũng hay ghen, nhưng mà thực chất nếu mà người đó làm cho em tin tưởng thì không có vấn đề gì hết. Đối với bản thân anh thì cũng ghen, nhưng mà khi mà anh thấy hoặc là chi thì anh mới ghen thôi. Còn ai nói gì anh mặc kệ. Thì nếu mà yêu á thì anh rất là chủ đừng, rất là tốt. Anh có thể làm cái sọt rác cho em, để mỗi khi em tức giận vì điều gì đó trong công việc hoặc gì có thể trút vào anh. Có thể chửi bới hay là gì anh còn làm tinh. Sau anh ngoài đi đổ đúng không? Đó. Anh thì không phải là làm dâu. Anh thì một mình anh sống từ khi em đi học tới giờ rồi. Thì sau này mà có yêu á thì em xác định về trên
nhà ở, anh có thể theo em về ở trên nhà. Hay cái quá. Đó là anh không lo ngại về, bởi vì mình là anh là con trai, có thể ở Buôn Mê xuống đi làm ở đó, thứ bảy chủ nhật anh về. Ý là trong quá trình đi lại thì anh có thể sắp xếp được. Anh nghĩ đó là lời nói chân thành nhất đó em. Quá hay, không còn gì xuất sắc hơn. Nào. Hai tay nhau, nhau. Bấm, nút bấm đi bạn. Kiểm tra một lần nữa nha, xem nhịp tim của mình có đập hay không. Một, hai, ba. Hết thời gian. Xin mời bạn. Quyết định là những giây phút cuối, phút 90 bù giờ. À được chứ, mở ra được không?